Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sáng hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu xem là cái mức độ gặt của ba ông cháu tới đâu rồi cô bác. Thời tiết hôm nay thì không có nắng cho lắm cô bác. Nhìn ở dưới kia thì có ba bạn thanh niên, nhìn từ xa xa là như kiểu là bóng dáng của em quấn một chút đó cô bác ạ. Không biết là ở chỗ này thì nhà sử là có bao nhiêu ruộng đất. Nhà sử thì có hình như là mỗi chỗ có một tí ruộng thôi cô bác. Đây hầu như đến mùa vụ của bà con gặt thì có rất là nhiều này. Đấy, bà đây thì còn điệu một bao thóc nữa. Ôi giời. Hôm nay thì không biết là nhà sử có ai ra gặt không cô bác. Nếu mà thuê thì nếu mà đang trong thời gian mà nhà hàng xóm mà đang làm, đang gặt đấy thì người ta không có ra được đâu. Sáng nay là gặt ở đây à sử? Rồi anh chào ba thanh niên nhé. Ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi. Bên đây là mang đi chở à? Ô, hôm nay có cả Vân Hộ à? Cả Quân à? Vâng ạ. Quân thì hôm nay lên lên đây từ mấy giờ? Lên từ 6 giờ. Lên từ 6 giờ sáng à? Vâng. Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ông thì đi đâu rồi? Ông không bác bọc kia. Ông là gạt ở dưới kia. Ồ. Thế Sử với lại với lại bạn của Sử của bác thì là dùng xe máy để trở về. Chứ từ đoạn này mà bác lên đến trên nhà của ba ông cháu thì phải nói là đi một chặng đường rất là xa của bác. Thế các em thì hầu như là bạn nào cũng ở trên vùng cao. Hả? Bao này. Ui rồi. Đây để anh, để anh thế để anh nhau. Đây để anh vác đi cho. Đấy, lên thì cũng hộ Sử điệu một bao nữa. Ở đây thì chắc là Sử là dùng là xe máy đi chở của bác ạ. Không biết là chỗ ông đang gạt kia thì có ai hộ không. Được. Khá là mệt đấy. Đây là xe của Vân à? Vân thì có lai được hai bao không? Anh kia anh mới cục chặt. Sáng nay thì ba thanh niên đập lúa được mấy bao? Được hơn ba bao á? Thế là về nhà là dùng xe máy để chở à? Xe máy là xe của ai Sử? Xe này xe của ai? Xe của chú ạ. Xe của chú à? À là lấy xe của chú chở à? Một tí đội mũ à nhá. Ồ, Vân thì hôm qua anh bảo cho Vân cái mũ nhỉ? Là Sử hộ anh mở cái túi ra để lấy cho Vân một cái mũ. Đấy, đây anh tặng Vân một cái mũ nhá. Đây nhá. Còn là nguyên siêu nguyên mác nhá. Rồi. Rồi. Sắp đến giờ ăn cơm chưa? Đến
Bây giờ đến giờ ăn cơm à? Đây. Rồi. Đấy, đội mũ vào cho nó trong nắng, xử đi tí cũng đội cho nó mũ nhá. Quân thì bây giờ lại đi xuống ấy cùng ông Gạt à? Rồi thế thì ba thanh niên này chở đi nhá. Quân này hôm nay ra phụ xử hay là làm cho xử? Làm cho xử à? Nhưng mà sao biết tin là xử thuê Gạt? À đây, cầm cái này. Hôm qua là anh Sử gọi à? Vâng. Gọi bảo là lên lên Gạt à? Vâng. Quần thì hôm qua các em thì bây giờ có điện thoại với nhau với cô bác. Thành ra là có công việc gì thì các em điện cho nhau. Ở dưới nhà em Quân thì bây giờ mọi cái thì lúa ở nhà em Quân thì cũng đã gạt hết rồi. Thì Sử có gọi cho Quân. Sáng hôm nay về thì ở nhà đi ông bà làm gì? Sáng em về thì ông ở nhà đi lấy củi, bà thì đưa em về học. Bà đưa em đi học à? Vâng. Số này là thế, mấy anh em sáng nay là dùng đập bằng tay à? Vâng ạ. Trên nhà Sử thì hầu như là đập lúa cô bác. Thu hoạch lúa đấy. Trên nhà Sử thì hầu như là thu hoạch lúa là đều làm bằng thủ công hết rồi cô bác. Dùng cái lư ấy, cái lư về để mà đập thôi. Hôm sáng hôm nay thì làm thửa này à? Vâng ạ. Ba thanh niên là thửa này à? Vâng ạ. Đấy, rất may là cái chỗ trên nhà của Sử này cô bác. Rất may là cái chỗ ruộng này Sử này, còn là có một cái đường xe máy đi vào. Cho nên là Sử với lại Vân thì hai thanh niên là dùng xe máy để chở. Cái chỗ kia thì hôm nay cũng đã thu hoạch xong rồi cô bác, bây giờ lại phải di chuyển lên chỗ mà gần nhà của Sử. Quân này sao không mặc quần dài đi sáng nay ấy? Không ạ, em sợ trên này nóng. Trên này nắng á? Vâng. Ngồi đi làm đi ra ruộng này phải mặc quần dài đấy. Hôm qua thì nhà Sử thu hoạch ở dưới kia cô bác. Và hôm nay thì ra kia thu hoạch được một chút. Châu này thì chắc là châu nhà Sử cô bác này. Vừa rồi thì em với ông gặt lúa ở đây à? Vâng ạ. Vừa rồi thì Quân với ông là gạt lúa ở đây này cô bác này. Thế bây giờ thì chắc là cũng đã đến giờ nghỉ rồi, chắc là đi ăn cơm rồi cô bác. Trèo lên cái ruộng ở bậc thang này thì đi rất là khó đấy. Nghe mà khen bữa gì? Hả? Ngào á? Ở đây thì hôm nay cũng có thêm một bà nữa. Ông thì đang gặt lúa ở đây này cô bác này. Ông bà làm thằng yếu mà. Còn thân nào gì nổ? Thế ông thì vẫn còn rất là chịu khó cô bác. Vừa rồi thì chắc là có hai cái liềm thôi. Có một bác. Sáng nay thì chỉ có ông với lại bà gặt là nhiều. Còn em Quân thì với em Sử với em Hải thì là đập để lấy lúa cô bác, đập lúa.
Sáng nay thì Quân với Sử với Vân thì hai anh em, ba anh em là đập lúa à? Vâng ạ. Sáng nay thì có ông với lại bà là gặt nhiều à? Vâng ạ. Lúc nào mà hết thì em lại phụ à? Vâng ạ. Vân này phát vắn thì bên nào nào chứ? Nhưng mà ngăn á? Ừ. Ờ. Sử thì chắc là hôm nay gặt một hôm nữa thì cũng xong các bác ạ. Ờ. Đấy, hôm nay thì không biết, không hiểu tại sao lại em Sử lại thuê ít ít người các bác. Hôm nay Sử thì chỉ có là có thuê 3 người thôi. Có cả em Quân nữa. Sắp đây 92 bà chứ? 92 bà. Ờ, bà này về 9 liêng nè. Ờ. Cho lực lên thì cũng đến chuẩn bị giờ mà đi ăn cơm rồi các bác. Đây, vừa rồi thì trong lúc mà em Quân với lại em Sử với em Vân đang đập lúa bên kia thì bà với lại ông thì có ra bên này gặt trước được cô bác đây. Nhà Sử thì thửa ruộng của bác thật sự là rất là bé thôi, chỉ dài đồ chiều chiều rộng ấy, chỉ rộng được có 1 mét thôi ấy. Như Quân có thấy ruộng nhà Sử là ruộng bé không? Có. Sáng nay Sử xuống đón hay là Quân tự đi bộ lên? Sáng là cho anh Sử gọi xong anh ra đón. Gọi xong anh Sử ra xuống đón à? Vâng ạ, nếu mà em tự đi bộ thì mất tầm 2 tiếng mới đến đây. Ờ. Thì anh Sử bảo lâu quá thì anh ra đón. À. Còn là như nhà Quân thì gạt hết rồi nhỉ? Vâng ạ. Dơm thì thu hết chưa? Dơm em còn ít. Còn một ít à? Vâng. Sử bảo ra hộ Sử thì cho một ngày bao tiền? 130. Một ngày 130 à? Vâng. Ôi, cái mắt của em lại bị làm sao đấy? Chắc là lúc đấy cây trọc. Cây trọc á? Vâng. Làm gì mà cây trọc? Đấy à, em đi thì em không để ý. Rồi đi về phải cẩn thận chứ. Sử thì chắc phải lúc nữa thì mới xuống đây được cô bác ạ. Quân thì gặt rất là nhanh nhẹn nha cô bác ạ. Còn ở dưới kia thì bà với lại ông đang gạt ở phía bên kia cô bác, thay nhau gạt. Bà thì chắc là ở nhà, bà thì chắc là năm nay cũng lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn là đi ra ruộng, ra đồng là để gạt được ấy cô bác. Nên là Sử vẫn thuê lại. Bà thì chắc là cả ngày chỉ có gạt với gạt thôi. Còn là đập lúa này thì chắc là bà với ông thì sẽ không có đập được nữa. Nhà của Sử thì đến cái thửa này đi xuống dưới thôi cô bác này. Đấy, ông thì vừa bảo là gạt hết chỗ này thì cũng đi về nhà ăn cơm trưa đấy. Ăn cơm trưa xong thì ăn cơm trưa xong thì mới lại tiếp tục xuống đây để đập lúa này.
Hôm nay thì có vẻ như là không được ăn nắng như hôm qua nữa cô bác. Cái thửa ruộng bé bé như này thì đến cái lúc mà làm thì cũng rất là khó cô bác ạ, chỉ có trâu thì mới làm được. Mà không làm cẩn thận còn nếu mà cái cây mà bị mắc phải cái cục đá này còn là bị gáy luôn. Quân thì là đói chưa? Hả? Hơi hơi thôi ạ. Hơi hơi thôi à? Vâng. Làm từ sáng đến giờ rồi nhỉ? Vâng ạ. Sử giả một ngày cho bà con ở trên này là ngày 130 của bác ạ, là nuôi cả ăn. Bây giờ gặt lúa xong mọi cái rồi thì Quân có dự định là làm cái gì? Xem hôm trước là bác ở bên nhà bên kia bảo là bên kia có một chỗ làm đi, em đi làm có xa không? không Thế buổi tối thì vẫn về à? ờ Ừ. Thế còn là về về phía em Quân thì phải nói là bây giờ em có một cái gánh nặng mà rất là lớn của bác. Trong thời gian qua thì cháu được sự đồng ý của Mạnh Thường Quân là giúp cho em Quân để trả cái phần khoản nợ ngân hàng của em trước. Thì trong thời gian tới thì cháu được sẽ đi vào để trả cái khoản nợ cho em Quân đã của bác. Trước mắt bây giờ trả thì sẽ phải xem xét thêm một chút nữa. Em Sử với em Vân thì hai anh em dùng xe máy để chở thôi thì không có mệt mấy cô bác. Nếu mà như hôm qua ở dưới kia kìa cô bác ấy, hôm qua thì cả đặc phần dưới kia cho nên là không có chở được xe máy, thành ra là mấy anh em vác thóc mà lên trên này thì rất là mệt cô bác. Còn là cái chỗ này thì một tí nữa sẽ không có chở được bằng xe máy nữa, sẽ phải dùng tự mình vác đi thôi thì mấy mới chở mới lấy được những cái bao thóc, những cái hạt thóc mà về tới nhà được. Nên nào nó dê nổ đây bây giờ thì gạt cũng là hết rồi cô bác, cũng là đến giờ ăn Lo cơm này. trưa rồi. Lo. Quân thì đi làm về thì lấy tiền về để làm gì? Em lấy tiền về lấy để dành thôi ạ. Cứ lấy để dành à? Lúc nào mà mình cần thì mình mới dùng tới đúng không? Vâng. Một tí nữa mà anh em vác gạo lên trên này thì vác vừa vừa thôi nhá, đừng có vác quá sức quá, đừng có làm bao đầy quá.
Vậy là đi bộ lên trên này thì cũng cảm thấy rất là mệt cô bác. Đi mỏi hết chân nhỉ? Lúc đang đói nữa. Sáng mà lên thì có ăn gì không? Em không à? Vâng. Lên xong là lên làm luôn à? Vâng. Này ở dưới kia thì à, hàng xóm có xử cũng đi gạt đấy cô bác. Lúc mà nghỉ về ăn cơm trưa thì à, mỗi người à, điệu một cái bao thóc ở trên lưng, trên vai của mình. Hôm nào bà nhất là? Lúc nào đó? Nó mới lại ra. Trần Lực vừa mới hỏi cô rằng là đã gạt hết chưa? Thì cô trả lời bảo là à, chưa có gạt hết đâu, còn à, một chút nữa. Ruộng nhà cô thì chắc ở thiết cái chỗ mà à, cái tấm bạt đỏ cái phù phù ấy cô bác này. Nước mi này cái chưa thì ta đi nó dê nổ tao nước nằm đúng với mày. Đấy, nhà sử thì còn ba cái thửa này cô bác này. Đấy thì là cũng hết rồi, chắc đâu đó độ tầm 4-5 bao nữa thì là cũng hết. Có lại đúng không? Hai bè con nộp. Thế vừa rồi chắc là ông thả gà cho nên là gà ăn phải thóc sao các bác. Ông chạy đi đuổi rồi. Ủa xứ vẫn là không đến đây sao rồi. Thế vừa rồi thì mấy anh em cũng đã đi ăn trưa và nghỉ ngơi một chút rồi cô bác. Và bây giờ thì lại tiếp tục là công việc của nhà em Sử. Cho nó xong hết rồi thì cháu Lực tiến hành sẽ lấy vật liệu vào được cô bác. Cháu Lực nghĩ là trong thời gian này thì trời sẽ không có mưa đâu cô bác. Nó chỉ âm u thôi. Vừa mới ăn xong là phải đập khỏe đấy nhở Sư nhở. Đây hoàn toàn là mấy anh em sẽ dùng tay đập như thế này cả thôi cô bác. Dưới nhà em Quân thì em ấy còn đi mượn được máy tuốt về để em ấy tuốt. Quân đi ăn cơm xong là phải đập được khỏe nhá với Vân nữa. Vân đi thanh niên thì hộ được 2 ngày rồi. Hôm nay thì hộ hay là lấy tiền à Vân? Hôm nay là Vân hộ thôi à? Ồ thế hôm nào cũng hộ thôi á? Ồ Vân thì em ấy hầu như là hôm nào cũng hộ, ra hộ em Sử của bác ạ. Không có lấy công luôn. Hôm nay cái bà kia là cũng thuê à Sử? Hôm nay thì ở làng này hình như là ai cũng đi làm hết rồi đúng không? Hôm nay là cái bác kia là mình cũng lấy thuê chứ Sử? Làng này thì hôm nay sao lại không có người làm ấy? Người ta cũng đi làm hết à? Thì người ta cũng đi làm hết rồi, thành ra là không có thuê được cô bác. Hôm qua thì thuê được khá là đông người, thì phần lớn thì làm cũng đã hết rồi. Bây giờ chỉ còn độ đâu đó tầm là 4-5 bao nữa thôi, là cũng hết rồi. Năm nay thì chắc nhà Sử là rơi vào tầm 15 bao. Ừ, năm trước thì Sử kể với cháu Lực rằng là chỉ có làm được
10 bao thôi cô bác ạ. Đấy, ông thì đang cầm bao tải đi xuống đây cô bác này. Ồ, vần nãy cái mũ anh vừa đưa cho tao không đội à? Chưa nóng à? À, thời tiết hôm nay thì râm râm một chút này các bác này, không có được nắng như hôm qua. Hôm qua thì khá là nắng hơn nhiều. Đấy, cứ một người đập xong thì lại tiếp tục là đến người kế tiếp để đập này. Nếu mà mình dùng cái máy tuốt thì là phải là nhanh, phải là nhanh tay thì mới kịp được. Hai thửa dưới đây có phải không Sử? Đập đập được một chút thôi, chắc chỗ này là được khoảng tầm là rơi vào tầm 5-6 cân thôi các bác, chỉ có một thửa bé tí thôi. Vừa đập xong thì phải vừa buộc rơm này để máy nước phơi coi. Để phơi lên xong là máy nước vận chuyển đi về nhà để dự trữ là đến mùa đông năm nay này. Nhà của em Vân thì đã gặt xong hết rồi các bác. Hôm nọ thì nhà của em Vân gặt thì Sử thì cũng có đi hộ á. Thành ra là bây giờ Vân giúp Sử là gặt, bao giờ nhà Sử hết thì mới thôi. Đấy, ông thì vừa ra ruộng này xong là vừa lấy cỏ luôn cô bác này. Nói là ông rất là chăm chỉ đấy cô bác. Đấy, cái cỏ mà ông đang cắt kia thì cực kỳ sắc đấy cô bác. Không cẩn thận là cái cỏ đấy cứa vào tay luôn. Ông thì chỉ có cùng với bà là gạt giúp cho em xử với lại cho hai anh em để hai để ba anh em là đập thôi. Cái đấy có nhấc nhấc xong bên đấy không? Khó à? Đập hết một thửa ruộng thì phải là di chuyển là cái lưu này để đi sang cánh để sang ruộng khác này. Nó là khi Sử có được một người bạn như Vân đây thì cũng nói là rất là mừng cho Sử của bác. Nếu mà nhà Sử mà làm xong hết thì Sử có đi hộ Vân là làm cho nó hết thì thôi không? Nếu mà nhà em mà làm xong hết đấy, nhà Sử mà nhà Vân mà chưa gặt đấy thì em có đi hộ không? Cũng đi hộ à? À, cũng là tương tự như này à? Ông thì đang cắt thêm một chút cỏ nữa, bây giờ thì cho trâu đi về nhà để ăn cỏ các bác ạ. Để vào ruộng nhà Sử của bác này, rất là nhỏ thôi. Và kèm theo đó thì bên trên có đá rất là nhiều các bác. Có những tảng đá to luôn, cực kỳ và to.
Hai người bên, hai người biết đập nhá. Cái xanh xanh này này còn chưa mua. Hai người biết, hai người biết đập nhá. Bây giờ thì thi đấu nhá, xem là đội nào làm nhanh hơn nhá. Yeah. Thi đấu, thi đấu thử nhá. À, một lon nước nhá. Tối nay một lon nước thử nhá. Nhất chưa đâu, Vân ơi, anh em mình làm không? Hả? Dạ thế thôi. Đặt sạch sạch. Em làm dạ nhiều quá. Không làm cẩn thận tối nay xử không giả công đâu ấy. Này không ra được à? Dạ. Anh làm thành một đống vần hồ anh buộc nhá. Hả? Buộc mà, em biết buộc mà. Em anh xếp cho đẹp mà, đây này. Như này là được đúng không? Ôi vừa rồi ai lấy mũ anh đi đâu rồi nhở? Vân, mũ anh đâu rồi? Cho này vào trong đây thôi. Đâu? Thật quá. Đây này. Cái lon này. Sau một cái quãng thời gian mà đập thì phải nói là mỏi hết cả cái cơ vai này các bác ạ. Sử ấy Vân thì còn đập từ hôm qua đến giờ rồi ấy. Các em thì kiểu là hay vận động nhiều các bác, số lực thì ít vận động hơn, thành ra là cảm thấy là yếu đi hay là hơn hẳn đấy. Như này vừa đúng không Vân ơi? Mấy cái hạt này toàn hạt lép rồi nè. Hả? Anh đập em buộc à? Được. Nhưng mà nếu mà chậm quá thì em hộ anh nhá Vân nhá. Đi gặt lúa này thì phải nói là rất là gai cô bác. Đấy, chắc là đến hôm nay thì lúa của nhà em xịt thì cũng đã thu hoạch hết rồi cô bác ạ.
Nói là cái vụ năm nay thì cháu Lực đều là được trồng này. Xong là đến lúc mà nhà em Sử thu hoạch thì cháu Lực lại được cùng em Sử là thu hoạch. Ui, sao thấm nhiều dạp. Đẹp thế kìa. Đây nha Vân nha. Cứ một người đập xuống thì một người kia lại tiếp tục là đi lấy ngũa về để đập cô bác. Ồ, nên nãy được rồi mà Vân ơi. Nên nên lấy được chưa? Nó đầy rồi. Số này được mỗi người một bao rồi đấy nhở? Ôi, mỗi người hai bao à? Số này thì không có lấy xe chở được đâu nhở? Đây để vào bao đường mà. Toàn vỏ. Kêu được chưa? Ôi bên mình hết rồi. Mình làm nhanh quá nhỉ. Bên kia làm chậm quá. Nhanh quá nhỉ. Chúc Phan ạ. Giáp kịp cất nước để lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bằng nhau. Bằng nhau. Ôm đi nhiều đi Sử, ôm đi hết đi. Ôi này này. Đấy, thì đứng dấu lại về.
nên đi xa. Mình có vẻ mình đập được nhiều hơn đấy nhỉ? Hả? Như nhau á? Nhưng mà vừa rồi có một lúc em một mình tự đập mà. Mình kỹ yếu nhỉ? Lúc đấy còn hai người mà đúng không? Lúc anh đang quay hình nhá, anh đang ghi hình nhá. Nào Vân. Nó phải sạch nhá. Ra đây mà kiểm tra. Cô này chạy lấy một cái bao tải đi. Để ở bao chứ, thế này ấy. Không khanh được rồi. Nhấc nhấc cái này ra à? Hả? Nhấc ra bên kia. Ôi không đập được rồi má anh. Sao không được? Từ đây chưa? Đẩy đi. Anh, cái gì đấy? Được à? Ý. Đấy, sau một cái quãng thời gian mà mấy anh em đập hăng say thì bây giờ cũng đã được. Chỗ này thì độ tầm một bao dưới nhỉ? Vẫn được không? Đập đó là 1, 2, 3, 4 cái thửa nhỏ của bác. Một cái thửa thì rơm của nó mới được có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 bó rơm, 8 bó rơm thôi. Và thành quả thì thóc ấy thì cũng được khá là nhiều các bác này. Được một cái lư này đầy ự luôn. Đấy, một tí nữa mấy anh em sẽ tiếp tục là tiến hành đập máy thửa bên kia nữa cô bác. Thì cũng đã xong rồi. Và di chuyển đi dưới nhà của em Sử có 4 cái thửa ruộng nữa. Sử thì theo Sử hôm nay thì có hết được không? Được đấy. Hôm nay không hết được à? Được. Mai lại thêm một mày nữa nhỉ thế? Được. Thế Quân này tối nay Sử đưa về hay là đi bộ về? Tối nay chắc là anh Sử đưa đi rồi. Tối nay là anh Sử lại đưa đi về à? Còn chắc là cái thước phim, còn là cái thước phim này thì cũng là khá là dài rồi cô bác ạ. Để cho cháu Lực xin được phép chia sẻ tới đây thôi cô bác. Cô bác mà có theo dõi được những thước phim mà cháu Lực đăng tải lên thì cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm mà một lượt đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh bạn em ngày một phát triển và đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao này cô bác này. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Cháu Quân xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Nào, chào bạn. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Nào, vâng.